Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua XDF. Model của xe là model RX300. Và bây giờ xin mời nó giới thiệu chiếc xe. Vâng, xin cùng một chiếc bác đây là cái mẫu xe đua XDF RX300, đồng Racing Bicycle. Với tông màu rất là đẹp, có những tông màu xanh đen và trắng trên xe. Tổng thể xe máy giá nước sơn là tầm 85-90% xe. Xe nước sơn rất là đẹp. Model xe là RX300. Mẫu xe thì thương hiệu XDF mà em giới thiệu cũng rất nhiều cũng vừa qua. Thế là trước sau khung bên dưới đây có hơi một vết hõm màu, tạo ra cảm giác so xe rất là khỏe. Racing Bicycle với tông màu chủ đạo màu xanh đen. Bên dưới thì là có cái chắn chắn bánh xích của xe. Em để cái chắn bánh xích này góc về có thể bóc ra hoặc là để giữ nguyên xe. Khung xe thiết kế theo hình lõm cát hai bên. Và bên dưới thì có bên dưới gầm thì cũng theo cái hình form vát hình tam giác. Cho độ của xe rất là khỏe xe không nhá. Em rất thích cái kiểu dáng dòng xe thể thao, dòng xe đua và thiết kế theo bộ khung như vậy. Model đấy, XDF mấy 300. Dây phanh chạy dây phanh nhôm sườn. Cổ phốt cái đồng chính hãng của XDF với bản theo xe. Sau sử dụng mới bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Bên phải em sử dụng bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora đến tầng đĩa. Phanh 3 mảnh. Mayer bạc đạn chính hãng của thương hiệu Lovatec. Cũng là thương hiệu Mayer nổi tiếng của thương hiệu Mỹ. Chuyên làm Mayer rất là nổi tiếng rồi. Mayer bạc đạn Lovatec luôn nhé. Vành nhôm 2 lớp. Lốp CST. Kích thước lốp 700x23C. Gạt đĩa của Shimano Sora. Đùi đĩa Sora. Bedan CMC. Bedan cũng là tông màu xanh đen. Bedan bạc đạn. Cụ đề sau là cụ đề Shimano Sora. Mayer trước sau là Mayer cặp chính hãng của Lomotech. Mayer bạc đạn. Trang bị với 9 tầng lip. Cọc yên XDF, cọc yên nhôm, nhưng bản giao xe. Yên rất là mới, yên màu xanh đen. Bây giờ xin nói chuyện qua đứng của khung xe. Chúng ta đứng ở khung xe size 48. Chiều ngang là size 50. Vâng, thế là các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Càng carbon, càng XDS càng bon. Còn rất là mới luôn nhá. Càng carbon. Khung nhôm. Xe trang bị mới các cặp Mayer hoàn bản chính hãng của Lovatec, trang bị 9 tầng lip. Đầu núp Shimano Sora. Lên lip. Rất là carbon, rất là thân chu mượt mà. Mayer trước sau Mayer hoàn bản. Xuống lip. Thế phải em mà đùi đĩa là và gạt đĩa ở chính hãng Shimano Sora. Xuống đĩa. Lên đĩa. Đây.
cũng là trơn chua và màu. Model của xe là model XDS RX300. Với tông màu rất là đẹp, tông màu xanh nhân và trắng. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe đua XDS RX300 khung nhôm càng carbon Group Shimano Sora. Xe rất là mới em đánh giá. Và xe giá tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc khoảng 1 năm. Qua con tâm lý lại qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai.